À đây là chữ ký, đúng rồi em bạn. Đấy, họa sĩ phải đeo cái này vào để vẽ tranh. Để giống mẹ nấu cơm ở nhà ấy. Bạn nào muốn lớn lên làm họa sĩ nhỉ? À, lý do nào? Ờ. À. Thế con biết làm họa sĩ làm nghề gì? Ok, nghề vẽ tranh. Trâm Anh đúng không ạ? Cho Trâm Anh chàng vỗ tay. Bạn là chú tự giới thiệu. Chú là họa sĩ Lân Vũ. Lân Vũ Gallery. À, lên chủ mua các bạn ạ. Bây giờ sẽ là hàng bạn có hỏi vì sao?